Dụng cụ đồ làm cây em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Đây là bầu ươm và cái lô hàng này em đang chuẩn bị xuất kho. Bầu ươm thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác kích thước nhỏ là kích thước 10-12. Thì với cái số lượng của nó là bao nhiêu và chất liệu bầu như nào, em sẽ quay chi tiết thật gần để các bác thì mình nắm bắt được. Bầu 10-12 đó là kích thước nhỏ nhé. Và kích thước thực ở trên mặt bề bầu thì em cũng sẽ đo cho các bác nhà mình được biết. Miệng của nó sẽ được 10 cm. Cao của nó là 9. Đáy là 7 nhá. Đấy. Và bầu này nhà em thì sẽ có 3 lỗ. Như các bác nhìn đây, 3 lỗ thoáng. Chất liệu bầu của đơn vị em là bầu nhựa dẻo. Khi các bác mua rất chi là có lợi. 1 kg này sẽ được hơn 300 cái. Các bác có thể ươm cây giống, cây công trình, tất cả các loại cây. Và có thể tái sử dụng được vào vụ năm sau. Đấy. Sử dụng cái mẫu bầu này thì rất chi là dễ dàng. Thì với rất nhiều những cái loại bầu thì em cũng nói luôn là rất nhiều bác gọi điện tới cơ sở em bảo bán cho tôi bầu C. Thì đơn vị em không có bầu C nhá. Nhà em chỉ có bầu nhựa dẻo đen như trên hình các bác xem kia thôi. Và đây là cái lô 10-12. Còn nếu như các bác mà muốn mua kích thước lớn hơn thì đơn vị em sẽ có lớn hơn. Ví dụ kích thước các bác cần mua miệng 20 hoặc là miệng 25 hoặc là miệng 30, kích thước nào cũng có. Và cũng chuẩn bị tới mùa xuân là mùa các bác ra những ra chậu hoa cúc, ra hoa đồng tiền, tất cả các loại hoa để đi bán. Thì cái chậu nhựa dẻo này sẽ rất phù hợp đối với các bác nông dân nhà mình. Đấy, bác nào đang có nhu cầu về bầu nhựa dẻo hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Nhà em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc và mua từ 5 kg là em đã miễn phí ship rồi. Đấy, và bầu này thì em sẽ quay thật gần này. Em muốn nói luôn với tất cả những cái giá bầu thì bầu to của đơn vị em thì đang gửi cho các bác là 60.000 trên 1 cân. Giá rất chỉ là thấp. Còn bầu nhỏ thì nó sẽ đắt hơn một chút nhé. Bầu 10-12 này nó thuộc vào bầu nhỏ rồi. Còn nếu như bầu to thì em quay cho các bác xem. Đây là những cái bầu to này ở trên giá hàng của đơn vị em. Tất cả các loại bầu. Đấy. Và bầu ươm này thì các bác trên mọi miền Tổ quốc đều có thể mua được. Chỉ cần các bác liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại thì em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này nhé. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau về dòng bầu ươm to hơn. Nhà em sẽ có đủ kích thước để phục vụ các bác và làm một đại lý lớn thì giá bao giờ cũng rẻ nhất để bao ship tới tận tay các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này.